các bản cứng tài liệu của nhà đầu tư, bạn có thể đặt những gì, ở đâu và như thế nào đã khoảng 3 tháng kể từ khi có thể đặt các bản cứng tài liệu của nhà đầu tư trên trang quản trị. Trong thời gian này, các tài liệu đã có khoảng 200 người đặt, mặc dù thực tế là phiên bản điện tử có cũng hiệu lực pháp lý đầy đủ. Theo các nhà đầu tư, họ làm vậy vì đáng tin và an toàn hơn. Bạn cần dự phòng các tài liệu điện tử quan trọng bằng các bản cứng tránh trường hợp có một số trục trặc kỹ thuật hoặc trang web bạn có thể xem chúng bất cứ lúc nào, thật tiện. Có thứ để cho mọi người xem khi họ hỏi về sự tham gia dự án của tôi. Hãy nhớ rằng quyền của nhà đầu tư được bảo đảm bởi thỏa thuận đầu tư và lịch trình. Các đối tác dự án ký thỏa thuận đối tác trên trang quản trị. Thỏa thuận đầu tư được ký kết bởi nhà đầu tư và Solar Group, công ty tham gia vào việc thu hút đầu tư vào dự án. Thỏa thuận gồm 14 phần, được in trên 12 trang. Thỏa thuận được soạn bằng hai ngôn ngữ tiếng nga và tiếng anh và là tài liệu chính quy định các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư và người nhận đầu tư, được đóng dấu bởi của Solar Group và được ký bởi người đứng đầu của công ty ông Solar Semlonov. Tài liệu mô tả thủ tục đầu tư và thủ tục chuyển tiền, tính toán và phân phối cổ phiếu. Thỏa thuận được soạn ở định dạng điện tử ngay sau khi đăng ký tại trang quản trị. Thỏa thuận có một số lịch trình chỉ cổ phiếu đã thanh toán thỏa thuận thay đổi dữ liệu cá nhân, chứng từ thanh toán xác nhận bổ sung tài khoản và chuyển tiền, một chứng từ đặt hàng riêng được tạo tự động cho mỗi lần thanh toán, chứng chỉ cổ phiếu đã thanh toán được cá nhân hóa, chúng cho biết số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư đã thanh toán thực sự, chúng được soạn trên trang quản trị sau khi bạn thanh toán cho gói đầu tư, có thể phát hành một chứng chỉ cho tất cả các cổ phiếu sau khi thanh toán hết các gói trả góp và mua tất cả các gói mong muốn hoặc bạn có thể phát hành nhiều chứng chỉ, ví dụ sau mỗi lần thanh toán. Tuy nhiên, sau đó sẽ không công thể gộp chung một số chứng chỉ với nhau. Thỏa thuận thay đổi dữ liệu cá nhân là một phụ lục của thỏa thuận chính. Đây là một tài liệu về dữ liệu cá nhân của nhà đầu tư bao gồm thông tin hộ chiếu. Nó được soạn sau khi quy trình xác thực đã hoàn tất trên trang quản trị bạn cũng có thể nhận được một tuyên bố điện tử về tất cả các chứng chỉ của nhà đầu tư được cấp có con dấu và chữ ký của người đứng đầu Solai Group trên trang quản trị. Tuyên bố nêu rõ số lượng và ngày phát hành chứng chỉ, số lượng cổ phiếu được ghi trong đó và tên chủ sở hữu chứng chỉ. Thỏa thuận đối tác là một đề nghị riêng lẻ giữa Solai Group và người dùng trang quản trị. Nó được ký kết dưới dạng điện tử sau khi người dùng đồng ý các thành viên câu lạc bộ âm 100 và câu lạc bộ âm 1000 nhận được giấy chứng nhận thành viên câu lạc bộ cùng với gói tài liệu. Ngoài ra, gói tài liệu bao gồm thư cảm ơn có chứa mã khuyến mãi cá nhân để tham gia ưu đãi cộng 5%, đảm bảo đầu tư theo các điều khoản có lợi. Nếu bạn muốn có các tài liệu xác nhận trạng thái thái của nhà đầu tư trong tay, hãy đặt giao tài liệu tại trang quản trị. Để làm điều này, hãy đi tới phần tài liệu, giao hàng chọn các tài liệu bạn muốn nhận và ghi rõ địa chỉ. Việc giao hàng được thực hiện qua bưu điện hoặc công ty giao hàng do nhà đầu tư trả phí. Chi phí được tính tự động và hiển thị khi tạo yêu cầu. Do đại dịch virus corona, việc gửi tài liệu đến một số quốc gia có thể tạm thời khá phức tạp. Trong trường hợp này, yêu cầu đặt tài liệu sẽ bị từ chối, chi phí giao hàng đã thanh toán sẽ được hoàn trả, và bạn sẽ có thể đăng ký sau.